Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, trở thành thành phố thông minh với nền tảng là công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế số. Việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trở thành một trong những yêu cầu nhiệm vụ chiến lược vừa cấp bách vừa lâu dài một số tập đoàn công nghệ thế giới đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại đông nam bộ nói riêng và việt nam nói chung mở ra cơ hội hợp tác phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn tại việt nam vi mạch bán dẫn là một trong những ngành công nghiệp nền tảng quan trọng việc tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp vi mạch bán dẫn là một yêu cầu khách quan cũng là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của việt nam nói chung và bình dương nói riêng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong các giai đoạn tiếp theo. Phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong ngành là rất quan trọng, cần được thực hiện nhanh và toàn diện từ nghiên cứu cơ bản đến đội ngũ quản lý, giảng dạy, đào tạo và thực hành, liên kết sâu rộng với nguồn lực hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế.